liên quan vụ cháu bé 6 tuổi tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh su kem trong chương trình Trung thu tại chung cư Palm Heights, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 10 năm 2023. Phòng Y tế thành phố Thủ Đức đã có báo cáo về vụ việc này. Trong báo cáo thể hiện, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9, Ban Quản lý chung cư Palm Heights tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu là con của cư dân và nhân viên chung cư. Ban quản lý chung cư được một người phụ nữ là chủ hộ kinh doanh cà phê nước giải khát tại chung cư tài trợ 210 phần bánh su kem cho các cháu. Ban quản lý đã phát bánh cho khoảng 200 người, gồm khoảng 150 trẻ em và khoảng 50 người lớn, còn dư khoảng 10 bánh cũng phát cho nhân viên. Sáng ngày 1 tháng 10, có hai hộ dân trong chung cư báo mỗi nhà đều có một trẻ em và một người lớn bị sốt, nôn ói, tiêu chảy nghi do ăn bánh su kem được phát trong chương trình. Đến sáng ngày 2 tháng 10, ban quản lý chung cư tiếp tục nhận được thông tin bé 6 tuổi tử vong. Cháu bé là con của nhân viên vệ sinh chung cư, trước đó bé cũng ăn bánh su kem. Vào ngày 21 tháng 9, chủ hộ kinh doanh cà phê nước giải khát tại chung cư đặt 230 bánh su kem tại cửa hàng bánh trên đường Soviet Nghệ Tĩnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 10 giờ ngày 29 tháng 9, cửa hàng bánh đã giao 230 bánh su kem cho khách. Đến 19 giờ cùng ngày thì người phụ nữ giao 210 cái cho ban quản lý chung cư Palm Heights phát cho các bé và khách tham dự trong buổi sự kiện Tết Trung thu. Tại buổi phát bánh trung thu vào tối ngày 29 tháng 9, một nhân viên vệ sinh của chung cư được nhận 5 bánh su kem. Đến khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 9, người này mang 5 chiếc bánh về phòng trọ và cùng hai người con ăn bánh. Đến sáng sớm ngày 1 tháng 10, người này cùng hai con có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy. Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 1 tháng 10, hai người con 19 tuổi và 6 tuổi được cha đưa đi khám và điều trị với chẩn đoán, theo dõi nhiễm siêu vi, rối loạn tiêu hóa và được kê đơn thuốc về điều trị tại nhà. Nhưng tình trạng của bé 6 tuổi không thuyên giảm. Cháu bé ngay sau đó được đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu với tình trạng tím tái toàn thân. Khi vào cấp cứu, bệnh viện xác định bệnh nhân đã tử vong ngoài viện. Trên màn hình là chiếc bánh được phát tại sự kiện, hình ảnh được mẹ của nạn nhân cung cấp. Đến 15 giờ ngày 2 tháng 10, theo báo cáo của ban quản lý chung cư Palm Heights, hiện có hai bé còn nằm điều trị tại bệnh viện và có một số người khác phản ánh có thêm các bé cùng bị triệu chứng tương tự. Hiện phòng y tế thành phố Thủ Đức khẩn trương phối hợp với các bệnh viện điều trị tốt nhất cho các nạn nhân. Việc điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy trình do khoa an toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức thực hiện. Lực lượng chức năng cũng đang lấy mẫu bánh còn sót lại, khẩn trương xét nghiệm truy tìm nguyên nhân bé 6 tuổi tử vong.